ai sẽ tới tiệm nail thì Lê Giang sẽ cho một bộ bóng đẹp nha cả nhà. Một người đại diện cho tiệm nail. Nhỏ người mẫu mà nó có bộ móng tay dài tuyệt dài á, làm mẫu bên chị á, em cất á. Em cất á. Bây giờ chị mướn cưng. Không có, chị đâu có mướn em được. Dạ, em tự ra em quảng cáo bên em. Dạ, bên em mỹ phẩm hương vị nha quý vị. Em xức kem cả đẹp không trắng đâu đẹp quá. Đẹp không đó. Nhưng mà chị nói cưng nghe nè, cưng xức kem xong đúng không? Rồi cưng phải có bộ tay đẹp. Vậy hả? Đúng rồi. Vậy là phải qua chị làm. Trời, hai chị em mình kết hợp cái bộ ngon lành nữa. Em cần đôi em rồi mọi người ơi. Mọi người hãy mời đi. Gần Tết gần Noel rồi mọi người ơi. Cái gì mà lên chương trình ta quảng cáo quá vậy chị Giang? Ủa tưởng chương trình cho ha phép hai chị em hôm nay được 45 phút nói về mình. 45 phút nói về mình. Tao nói về chương trình của mình chứ không phải nói về công việc riêng của mình. Tao nói về tình yêu hả? Kiếm nhân. Đó. Trời ơi tình yêu thì cũng phải tiến tới hôn nhân rồi, chẳng lẽ ngày hôn nhân đeo nhẫn cưới vô đi làm nail. Đúng rồi, mà không lẽ là làm nail đẹp quá mà đeo thù lùi. Đang có cái show mời chị Giang quảng cáo tan mỡ bụng á. Bớt nói lại nha. Mọi người ơi, đó chính là ban cố vấn của tụi em hả mọi người ơi? Chơi số 4 giới thiệu trước luôn. Đúng rồi, số 4 giới thiệu trước luôn. 4 giới thiệu luôn em ơi. Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Tần số tình yêu trong buổi tối của chúng ta ngày hôm nay. Nói đầu tiên cho phép Duy Khang được gửi đến tất cả các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi, MC luôn. Như các bạn đã thấy thì mình rất thích cái công việc MC. Và qua quá trình tìm hiểu và học hỏi thì mình đã trở thành một vũ công. Lời nói đầu tiên, em xin chào ban tư vấn và hai vị MC cùng hai cô gái dễ thương ngày hôm nay. Em à, anh thì chỉ là một chàng trai bình thường và anh sẽ muốn biến những cái bình thường của anh để làm em vui. Anh có thể nấu ăn thì em đừng lo vấn đề em đói. Anh biết hát và biết kể chuyện, em đừng buồn khi em chán, đã có anh rồi. Anh rất là yêu động vật, nếu em thích nuôi con gì anh sẽ nuôi cùng với em. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi giữa thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Xin chào tất cả quý vị các bạn, mình tên là Thạch Lá. Hiện tại mình đang làm công việc resort ngoại bình thường của gia đình. Nói chung là diện của gia đình nên cũng là một người chủ thôi. Ôi, ghê thiệt. Chủ resort. Làm ơn tắt đèn ba cái ô còn lại. Chưa có ô số 2 thôi. Em tên là Quỳnh Mộc Quốc, năm nay em 28 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh bên nhà đất. Ôi. Em ơi, hiện tại em có bao nhiêu cái nhà? Em hỗ trợ cho chú em. Một năm em bán được bao nhiêu cái nhà? Năm thì có thể bán được 8 hoặc 10 cái. Wow. Có gì lấy gái chuyện hả Tân? Lấy gái chuyện hả Tân? Tất cả sẽ có trong Tần số tình yêu, phát sóng vào lúc 21h40 thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.